Sáng ngày 18 tháng 10 tại Hội trường Khối Mặt trận Đoàn thể thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Thị Thủy, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên hai ban, trưởng các hội đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường xã. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030, các ý kiến đều thống nhất cao, công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo báo cáo chính trị chặt chẽ, thể hiện những thành tựu của hệ thống chính trị trong 5 năm qua, đã đề ra quyết sách đúng đắn xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm là đầu tàu kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đóng góp một số ý kiến như bổ sung cụm từ kinh tế vào thương mại dịch vụ, khẳng định rõ cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ mới, khẳng định vai trò thành phố là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục của tỉnh, cần đề cập quan tâm hơn công tác các hội đoàn thể, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thủy, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao các thành viên của mặt trận đã tích cực tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 13. Đồng thời đề nghị Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên tổ chức lấy ý kiến trong đoàn viên hội viên gửi về mặt trận thành phố để tổng hợp các ý kiến hoàn chỉnh gửi Thường trực Thành ủy đúng thời gian quy định.